Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh nha. Nói chung bình thường mấy bạn hồi xưa mình nuôi cũng vậy, mình không biết thường thường một cặp cu một tháng mà đẻ bao nhiêu. Nói chung thường thường mình nuôi cũng mấy năm bạn. Lúc trước mình cũng tách nó ra đó. Thường thường á, nếu bạn mà để nuôi nó đẻ, nó tự ấp luôn á, nó nuôi con nó luôn thì một tháng cặp. Còn mấy bạn mà tách ra, mấy bạn mua những cái lồng như vậy nè, đó, cái này mình rép đôi lại nè nha, rép đôi cho nó rộng các bạn, đó, như cái lồng này nè, đã mấy cặp cu Pháp nè, đó, bán ngoài chợ có bạn, để vậy thì cho nó ghép lại thì nó cho nó cu nó thoải mái, còn nó để vậy nó cũng đẻ nè, chủ yếu mấy bạn cho ăn đầy đủ thức ăn với nước đồ là nó đẻ à. Các bạn nuôi vậy thì nó sẽ đẻ nhiều hơn. Nói chung là mấy bạn một cặp đi đó, bạn có khoảng 4-5 cặp cua với em vậy nè, như bữa nay nó hoàng ẩu, mai mốt rồi nó đẻ đó. Rồi cái cua kia nó cũng vậy luôn. Nói chung sáu bạn nuôi gần 6-7 cặp này là nó, nói chung là nó có một cặp nó đẻ trùng ngày với cái cặp cua mà mình ghép á, cua Thái hoặc là cua gì đó, đó cua Mã Lai gì đó. Rồi cứ bạn lấy nó ổ nó ra là khoảng trong vòng khoảng như cua thường thường là cho ăn đầy đủ, nó con nào xuyên đẻ cứ 6-7 ngày là nó đẻ lại, 6-7 ngày là nó đẻ lại hai trứng. Cái 6-7 ngày mình là một tháng mình có thể mình lấy được 4 lần đó, con nào mà đẻ xuyên là 4 lần, còn con nào mà nó không xuyên đẻ thì 3, nó chậm thì 3 lần đó. Và nó ấp xong, thường thường cu nó ấp xong khoảng 13-14 ngày là nó nở rồi, còn 15-16 ngày là trứng nó không có trống rồi đó. Đó, cu nó ấp nó cũng biết rồi, nó ấp mà thấy lâu quá là nó không ấy là nó sẽ bỏ ổ. Mà mình đẻ vậy thì nó làm cho cu nó bố mẹ nó mất sức, bạn nó đẻ liên tục á, như cái máy vậy sẽ mất sức. Mình thường thường mình lấy chừng 2 cặp thôi, mình còn để cặp sau cho nó ấp rồi nó nuôi luôn, rồi cu nó không có mất sức. Lúc trước nó đẻ thấy ham luôn, mình giờ mình thấy ấy quá rồi. Mấy cái lồng này lúc trước mình để mình ghép đẻ nè, giờ mình nuôi chào màu với chè lửa, rồi mình thả vô đây luôn cho nó đẻ trong đó luôn. Nói chung mấy bạn mà cho ăn lúa với thức ăn bánh mì rồi, bo bo rồi hạt kê rồi đó, và cứ nước nôi đầy đủ là nó ăn là nó đẻ. Nói chung cu nó dễ lắm, bạn có năng mực thì mình dục vô cho nó ăn, nó có đủ chất, nó có vỏ cái canxi á, cái vỏ trứng nó dày hơn. Nói chung nó cũng dễ đâu ạ. Mấy bạn mà cứ nuôi một cặp này, mấy bạn muốn đẻ nhiều thì phải có 2 cặp đi. Nuôi từ vài cặp cu Pháp như vậy nè. Đó, cu Pháp này thì nó hôi, nó còn dễ đẻ hơn cu kia nữa. Chỉ cho ăn thức ăn với lúa không là nó đẻ thôi, tét đít luôn. Đó, đây nè. Hiện thời mình có 1 cặp cu con trong đó đó. Dễ lắm. Nói chung bạn một cặp cu kia là có 5-6 cặp, cu này là phải có 1 cặp nó đẻ ngay, cứ đẻ xong là cái nó mình đẻ, mấy bạn thấy nó đẻ, mấy bạn lấy trứng bỏ đi, bạn ghi lại ghi về ngày là 7-8 ngày sau là nó đẻ lại. Rồi cái mình để xây cái mình canh là tự nhiên cái nó khớp với cái con cu, cái cặp cu đẻ luôn. Quá trời luôn, 5-6 con, 8-9 con luôn. Con nó sang hoàng ẩu đẻ đó. Đi bông lao bữa hổm mình được 1 cặp, tự nhiên mình mất công chuyện mình đi cái nó tiêu hết 1 cặp ba ngày nữa rồi. Là như 5 con luôn, giờ còn có 1 con đây, cặp
cho thằng con của mình nè, nó bờ ổm cha nó xúc ra nhờ nó có nó mà dụ là được. Bên đây có lồng cờ màu. Thôi bây giờ của mình chia sẻ cho các bạn thường thường cặp cua tháng đẻ bao nhiêu đó. Thường thường nó đẻ thì nó một đến mới một cặp thôi, để cho nó nuôi con luôn á, nó đẻ xong rồi nó ấp nó nuôi con luôn thì một cặp à, từ khi lúc đẻ cho đến lúc ấp nở 13-14 ngày, đến lúc nó bay thì khoảng 9-10 mấy ngày là nó tập bay được rồi đó. Rồi khoảng 1 tháng là nó ăn mẫu rồi, mẫu cứng là mẹ nó đẻ tiếp. Thôi video của mình đến đây xin tạm kết thúc. Các bạn xem thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký kênh đó, cũng như ủng hộ mình. Nếu có gì thắc mắc như hỏi về nuôi, cách nuôi nè, cứ để lại bình luận mình biết thì mình trả lời. Nói chung mỗi người mỗi nuôi có mỗi cách mà. Chẳng hạn như mình ở vùng mình là nhiệt độ nó cao lắm, lúc nào cũng nắng là 35-36 độ. Nhưng rất giờ nè, mà nắng rất chiều mình nó rất là nóng. Thì cua nó mỗi chỗ nó cũng, chẳng hạn như mua chỗ này là về chỗ kia là nó bị sốc nhiệt mà. Nhiệt độ cao, chỗ nhiệt độ thấp, chỗ lạnh. Vậy đó. Thì chẳng hạn như ở mình thì nuôi nó đẻ tháng thì thường thường nó đẻ tháng được, mình lấy trứng mình cho ấp thì được 3-4 cặp. Còn mấy bạn về như chỗ bạn lạnh quá thì nó đẻ có 2 mùa như thì nó ngưng. Thì nói chung là mỗi chỗ nuôi nó thời tiết, do thời tiết các bạn, nó không giống nhau được. Chẳng hạn như chỗ bạn nuôi thì có chim như vậy, có chó mèo nó phá nó sợ nó cũng đẻ tự nhiên các bạn. Nói chung mình nuôi mình rào xung quanh thì không có chó mèo gì vô quần, rồi nó ăn chỉ thoải mái nó đẻ thôi, nó tạo điều kiện tốt cho nó, đừng con gì mới phá là nó đẻ rất là sai, còn mà có con gì phá là nó đẻ ít vậy thôi. Rồi video của mình xin tạm kết thúc và hẹn các bạn vào các video tiếp theo. Bye bye.